Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt tại một cái vườn cây cực kỳ rộng lớn. Hôm nay Bonsai Đức Huy lại trở lại với vườn bonsai Cầu Bía và đang đứng trước vườn cây của anh Trọng, anh Quốc Trọng bonsai. Thì quý vị yêu cây thì cả nước đều biết anh Quốc Trọng bonsai, vừa rồi anh đã bán một cái cây nhiều tỷ về Bắc Linh cho anh Hà Bắc Linh, cũng cái vị trí này cách đây chỉ khoảng độ nửa tháng thôi thì có một cái lễ bàn giao một cái cây tiền tỷ. Thế mà cây giá trị đi thì lại có cây khác thế vào. Thì quý vị chiêm ngưỡng vườn cây của anh Quốc Trọng và đến gần với anh trò chuyện với anh để xem mà anh có cái gì anh bật mí với quý vị. Anh ơi, anh em chào anh. Anh có cái tác phẩm nào anh thế chỗ cây vừa rồi bán đây? Cây xanh quê hả anh? Cây xanh quê hả anh? Lâu lắm rồi, cây này nó cây đắng nàng. Vâng. Trông tựa tựa giống như mình đã xem cái cây tiên nữ giáng trần của Bắc Thông ấy. Vâng. Thì nó cũng tựa tựa giống. Tựa tựa giống tiên nữ giáng trần của chú Thông Mơ phải không ạ? Một cây xanh quê dáng làng, cao khoảng 1m2 quý vị nhé. Cao mới 1m2. Và anh ơi, anh chia sẻ một chút. Cái tác phẩm vừa rồi rất cũng là cái cây giá trị trong vườn anh mà anh giao dịch đúng không anh? Đúng rồi. Thế mà cái cây đó thì đã được coi là cây chủ vườn chưa? Nó cũng là trong những top cây cây chủ vườn đấy. Thế à? Cây đấy là bạn Hà, bạn ấy thật ra là bạn ấy rất là tâm huyết. Anh em cũng gặp nhau một vài lần để bàn bạc, để sau cuối cùng quyết định đến là chuyển nhượng lại cho bạn đấy. Vâng. Một cây đấy là cũng thuộc lại trong top cây đẹp của vườn của mình. Dạ vâng. Thế cây đó bán đi rồi thì anh có thể chia sẻ và giới thiệu về những cái cây có thể được gọi là những cây có thể thế chỗ những cây đó. À có. Đâu, những cây đó là cây nào anh? Đây đây. Đâu, những cái xem anh ấy giới thiệu là cái cây có thể là được coi là chủ vườn. Nhìn xa thì quý vị nhìn thấy một cái bể đá rất là to. Bể đá này 2m 1m6. 2m 1m6. Dạ vâng, chiều dài 2m nha quý vị nhá. Chiều rộng 1m6. Một anh ơi, một cây này thì anh đang xây dựng anh? Đang xây dựng cũng được 70% rồi. Tương lai là sẽ là cái cây chú vườn đấy anh? Vâng, cây tương lai là chú vườn đấy. Một cây rất thân, to, 5 thân. Cũng 5 thân này anh? À. À, cây bán là 7 thân anh nhỉ? Đúng rồi, cây này 5 thân. Và anh Quốc Trọng thì quý vị nhìn thấy, anh ấy rất là cẩn thận. Và quý vị có thể nhìn thấy những cái đường chân bệ, đường chuyển của bệ. Anh ấy làm như dăm cành ấy quý vị ạ. Và em hình dung là khi mà cây hoàn thiện thì cái bệ này rất là đẹp anh nhỉ? Đúng rồi. Trong vài năm tới đúng không? À, đẹp lắm. Quý vị nhìn này, quý vị có học tập anh. Anh đã có cái ý thức vừa nuôi tay bông nhưng cũng định hình chân bệ luôn. Đẹp quá cái chân bệ này thì bonsai Đức Huy cứ mường tượng khoảng mấy năm tới khi mà cây xong thì chân bệ đẹp. Chân bệ này nó chỉ cần mấy cái móng này cần to ra một tí cái mình nó nổi ngay. Vâng. Thì làm đẹp nó nhanh lắm, mình làm xong cây thì cái bệ này quá ok. Và anh những cái rễ anh chia nhỏ, những cái rễ chia giờ nhỏ thành nhiều nhiều cái đường chuyển đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Thì sẽ không làm cho bệ thô đúng không anh? Đúng rồi. Cũng cắt giật đấy. Vâng. Trên cắt giật nào thì rễ cắt giật thế. Quý vị ơi, quý vị thay ví dụ thay vào thay bằng một cái rễ to thì ta bằng thế bằng 5 cái rễ nhỏ đúng không? Đúng rồi. Thì sẽ không bao giờ bị thô. Và quý vị nhìn thấy cốt cho đây cái cốt 5 thân. 5 thân. Cây anh Quốc Trọng bật mí là cái cây sau là cái cây chủ vườn. Ừ. Hơi rộng một chút, nhưng quay cho quý vị xem tem cây này và form dáng bonsai Đức Huy nhìn thực tế thì được thấy một cây 5 thân rất quý ở trong vườn này. Anh ơi, sau này anh xây dựng chắc chỉ cao có cao đến 1m2 không? Thế rồi, tầm 1m2. 1m2 thôi anh nhỉ? Rồi. Cái lá non này nó ra đợt này đúng là cái lá mà nó già mà nó xanh lá này là mình làm là bây giờ nhìn quay là nhìn dễ. Vâng. Bây giờ cái đang cái tầm này chưa làm được. Cao 1m2, một cái form dáng
sẽ phủ dài cái chậu 2 mét, phủ kín. Chậu đục tay hết. Anh Quốc Trọng anh ấy là người cực kỳ cẩn thận. Nhìn thấy cách làm cây của anh, chăm chút những tác phẩm rất là sạch sẽ. Có 50 cây thôi. 50 cây hả? Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng một tòa tháp đôi, một tác phẩm cũng có tên là tháp đôi. Một cây có 2 cây trực kết hợp thành một tác phẩm. Nhìn bóng dáng ấn tượng quá quý vị ạ. Tòa tháp đôi. Vâng. Chiều cao em ước chừng chắc phải tầm 1m3 anh nhỉ. Có đến không anh? Đến đấy, đổ lên đấy. 1m3 đấy, dạ. Yeah. Anh ấy xây dựng một cây, 2 cây trực. Và có cái sự đồng điệu kết nối. Cầu nền. Tháp đôi là cầu. Vâng. Và vào mùa này thì quý vị nhìn thấy cây đã cứ mỗi năm lại thêm những cái nét chùn ra voi. Cái màu đồng đã hiện hữu này. Một cái trực này già thế anh nhỉ? Tầm 6 tháng nữa đấy mà đổ nước vào nó chuyển màu đồng hết. Vâng. Đây như này giờ chuyển đổ nước vào nó chuyển màu đồng luôn. Như này chúng ta đã nhìn thấy màu đồng rồi quý vị này. Nhưng mà đổ nước thì chắc chắn là sẽ còn nhìn rõ hơn. Vì ấy anh Trọng anh ấy sợ quý vị không nhìn rõ cái màu đồng. Anh ấy phun màu. Anh ấy phun tí nước này. Úi dồi ôi. Thế này thì quý vị không giới thiệu quý vị cũng biết là cái màu đồng đấy rồi. Màu đồng đang có cái màu vàng 4 con 9 đấy rồi. Con này hai tầm khoảng 9. Đã quá, tòa tháp đôi. Và anh em chúng tôi đang ghi hình thì một đoàn khách đến tham quan. Đó là đoàn khách các anh ở Gia Lộc anh nhỉ. Chào tất cả các anh nhé. Ở Gia Lộc đến ngắm cây. Chào các anh. Chợ bóng. Chợ bóng Gia Lộc. Vâng. Đấy, và Sát Huy chào chào tất cả các anh đang có mặt đây. Mời các anh đi tham quan không gian của anh Trọng. Tòa tháp đôi. Một tác phẩm ấn tượng rất quý ở trong vườn của anh Trọng. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng một cây cổ, một cây sen Nam Điền cổ của anh. Một cây cổ cao khoảng 1m, 1m rưỡi đấy quý vị ạ, 1m rưỡi, 1m6 đấy. Tác phẩm này cũng mới chuyển về đây. Không biết là anh mới mua về hay là anh mới chuyển ở vườn nào. Cây cổ giá trị. Mày bớt chút đi, mày nói tiếng họ chạy vào đây chơi. Quý vị nhìn mặt chính của tác phẩm. Một cây cổ cao có xa đâu quý vị, ước chừng phải tầm độ 1m7 thưa quý vị ạ. Cây cổ nguyên bản. Ông Lan sáng nay đọc cái bãi xe này chật cứng toàn xe quan ố luôn đó. Nghỉ chiêm ngưỡng chân bệ này. Ở đây nó tập kết hả? Cây có những cái nét những cái rễ buông tạo lên cái thành vách, những cái nét cột kèo rất là ấn tượng. Những ai yêu thích những cái lối cổ, cây cổ thì chắc hẳn là nhìn những tác phẩm này sẽ rất là thích, rất là mê. Và vườn anh Quốc Trọng thì còn rất nhiều quý vị nhé. Và Sa Huy sẽ kính mời quý vị đi chiêm ngưỡng những tác phẩm tiếp theo trong cái khuôn viên này. Và quý vị sẽ chiêm ngưỡng một phôi tán tầng. Phôi tán tầng khủng. Anh ơi, anh có ước chừng cái vành thân này khoảng bao nhiêu không? Vành thân này nó phải 300. 300 hả anh? Cái đấy nếu mà
Khoảng chừng 300 quý vị có thể hình dung là cây to thế nào. Tán tầm. Đây này đang nghĩa là mình làm xong cây rồi đấy. Đây thế là cái thời gian trước là cũng bận rộn không bỏ nó bị sóng nên mất rồi rồi phải giật lại làm lại. Vâng. Mất thời gian. Quý vị nhìn thấy cái tem cây. Một cốt tầng giá trị. Sau này anh xây dựng cái cây lão. Cây vẫn là cây trực thôi. Vẫn là trực này. Vẫn là trực thôi, lão nó không có được cao rồi vẫn là cây trực. Vâng. Chính là lâu dài. Một cây cốt tán rất già của anh. Vừa nãy anh nhiều lắm quý vị ạ. Có 50 cây nhưng mà toàn những cây thế này thôi thì quý vị hình dung là cũng giá trị thế nào. Chỉ có một số cây nhỏ thôi, còn đa số là những cái cây cỡ đại. Đây cũng cốt tán này. Nhưng mà đến bây giờ thì quý vị không nhận ra cốt tán nữa rồi. Đây rồi, đúng rồi. Nhìn bây giờ anh nói thì mới nhận ra. Đây là tán một này. Cắt ngọn đi, nuôi lại. Và có một cái tay của tán một hóa rất là to. Cái tay này đấy là nó nhờ được hai cái rễ này. À, nhờ được. To nó đánh lên thì nó được hóa cái tay này. Hóa cái tay to đúng không? Bây giờ mình làm thân hoành luôn, còn xung quanh là cắt bỏ hết. Vâng. Đây con chụp hoành. Rất ấn tượng. Và còn rất nhiều nữa. Và một cây cổ nữa quý vị ơi. Một cây long hóa anh Trọng nhỉ. Cây long hóa cột trọng khủng khiếp. Đấy là đi chơi ở Lý Hà Lan. À, cây này tới đây anh đi chơi chỉ Phủ Lý A Lam hả? Tác phẩm ngay trước mắt quý vị là chuẩn bị tới đây anh ấy tham dự triển lãm Hà Lam quý vị nhé. Phủ Lý Hà Lam. Một cây long hóa, một cây long cổ. Cây long mà có cái bệ này thì quá quý rồi. Hàng tuổi chậu, hàng cây cốt chậu lâu năm. Hôm nay về với vườn anh Quốc Trọng thì để chia sẻ cho quý vị ngắm một không gian này có rất nhiều những cây giá trị của anh. Và quý vị chiêm ngưỡng tiếp. Quý vị sẽ chiêm ngưỡng tiếp một cốt trực. À một cái tác phẩm. Cây thì cũng chưa hỏi được tác phẩm nhưng mà đây là cái một phôi. Một phôi phôi rất là tiềm năng. Anh ơi, cái phôi trực này thì xong thì em ước chừng chắc thì khoảng mét, một mét rồi nhỉ? Đúng rồi, khoảng mét, mét mốt là xong rồi. Nhưng mà chốt một, chốt hai. Không, anh yên tâm, đây nhìn đã nhỉ? Một gang tay. Đúng rồi. Chốt một cho một gang tay. Và quý vị biết là cái chốt một, chốt hai là cái chốt quan trọng nhất ở trong tác phẩm. Thế và chúng ta có những cái chốt một, chốt hai chuẩn chỉ, đúng cái tỷ lệ thì tạo lên cái giá trị cho cây. Còn lại chốt 3, chốt 4 thì chúng ta làm cũng rất là nhanh. Tại vì bây giờ có một cái cốt cây và như thế này ít tập kiếm. Vâng. Tại vì mình cũng đi săn đồng cũng rất là nhiều nơi rồi. Và mà cũng cốt tán nó đóng mạch như này không đơn giản. Vâng. Thế đây là tầng 1 à? Đấy. Xong lấy tầng 1, đây là tầng 2. Đấy, tầng 2 đấy. Và để tận dụng được hai cái chốt. Ừ. Mà nó cân đối thế này đúng không? Ừ. Rất là khó. Khó lắm. Trời ơi. Con này mình chế trước như này đã là hoàn rồi, ra. Vâng. Vòng cây. Anh Trọng anh ấy là người tạo tác làm cây
làm từ đầu luôn. Uốn lắn được, thế là anh ấy làm đến đâu là được đến đấy, đấy là nhanh. Những cây mà đã nuôi đúng tỷ lệ rồi anh nhờ, thì mình tạo tác, mình diễn nó rất là nhanh. Người có nghề khác, thế còn chúng ta mà không có định hướng rõ ràng thì cứ nuôi đi xong lại cắt, cắt đi lại nuôi thì không biết bao giờ mới thành được. Nhưng mà nghệ nhân, người thợ, người ta biết cái nào nuôi, cái nào cần điều tiết, cái nào cần, khi nào cần diễn, cần ra bông. Một phôi tiềm năng ở trong vườn của anh Trọng. Anh Trọng, cái số điện thoại của anh bao nhiêu anh Trọng nhỉ? Số điện thoại của mình là 03666 13996. Dạ vâng. Thế quý vị đang xem cây này, quý vị vừa xem quý vị cũng biết được số của anh, tiện liên lạc với anh. À đây rồi. Gia Đức Huy cũng nhìn thấy biển đây thì cũng rất nhiều, có số điện thoại rồi mà không để ý này. Con này nó là một con cực đẹp luôn, giá nó phiêu. Vâng. Một cây lão anh nhỉ? Một cây lão. Một cái lão da bách thụ. Lão da bách thụ. Tức là cây cỏ đây vậy. Vâng. Trước là cây cỏ xịn sò luôn. Nguyên bại cỏ nó bên ngoài lên bại cỏ luôn. À thế à. Chuyển láng. Chuyển dáng thành lão. Chuyển láng cũng đâu rồi. Một cây có cái nét rất là phiêu quý vị nhá. Một thân chính và có cả tử, tử đang trong lưng. Nhiều quá quý vị ạ. Ngắm hoa mắt bao giờ. Phía đối diện bonsai đó quý vị nhìn thấy một tác phẩm si đang xây dựng đó. Một cây dáng trực. Và bên cạnh thì một cây si búp hồng cánh sen. Anh cũng anh cũng lại làm cái chân bệ như vậy, rất là cẩn thận. Có thể những cái chúng ta ý thức làm thì những cái cây có thể là khuyết chân một chút, nhưng vừa nuôi tay cành vừa nuôi chân bệ thì trong vài năm thì xử lý được hết cái yếu điểm đó. Đến lúc nào hoàn thiện thì toàn bộ hệ thống này nó là ok. Vâng. Và tất cả những cái rễ khi nổi lên mặt chậu anh Trọng nhỉ? Thì phát triển rất là nhanh. Đúng rồi. Nó thoáng. Thế này thôi, sau này mình vẫn lọc một lần nữa. Vâng. Lọc mít một lần nữa. Lọc là như dăm cành ấy, đúng không anh? Đúng. Cắt giật lọc. Bây giờ hệ thống nuôi cứ để cho tự do. Vâng. Đó, quý vị đi nhanh một chút để chiêm ngưỡng tiếp một số những cái chữ tâm. Bôi cũng như tác phẩm. Đúng chữ tâm luôn. À. Cái si chữ tâm hả? Không sai thế nào. Vâng vâng. Đúng chữ tâm luôn. Cái đường nét nghệ thuật ấn tượng. Mặt trước mặt sau đều chữ tâm hết. Một cây si chữ tâm. Đúng rồi. Anh ấy chơi có những cái nét nghệ thuật riêng của anh. Từ ba thân. Cây ba thân. Xanh Nam Điền. Cây này bán đi được 5 tháng thì lại chuộc lại gấp đôi tiền. À thế ạ? À, có 5 tháng. Bán đi 5 tháng chủ đổi mất gấp đôi tiền. Gấp đôi tiền luôn. Nhưng mà con này nó còn tương lai lắm. Vâng. Cái form dáng của một cái cây tầm trung anh nhỉ? Đấy, tầm trung ấy. Tầm trung chắc là cao khoảng 90 phân. Bác Sa Đức Huy cũng đã sang bên này, nghĩa là nhìn ra những cái nét quý của tác phẩm. Nó mới được 60-70% rồi. Vâng. Nhưng mà nó ra bóng rồi. Thì bây giờ trở đi nhà này. Vâng. Định hình được cái bộ khung rồi. Đấy, thì làm rất là nhàn. Quan trọng là định hình khung. Cái khung, độ bộ khung của cây là khó nhất. Vì cái cây nhiều thân ấy là xếp bóng rất khó. Vâng. Không phải đơn giản.
làm sao để các bông phải không trồng chéo nhau và các bố cục từng thân phải bổ trợ cho nhau, không hề đơn giản. Chạy của nó quá đẹp luôn. Đúng rồi. Chạy quá đẳng cấp luôn. Vâng vâng. Như đường đua. Thì còn rất nhiều quý vị nhé, anh ấy còn nhiều lắm. Những cây thì phôi thì đang rậm, chỉ chia sẻ lướt cho quý vị thì thôi. Thì khi nào mà anh ấy lọc ra những cái phôi quý này thì quay cho quý vị ngắm cả đồ, cả tác phẩm và cả phôi nữa. Còn phía ngoài còn rất nhiều nữa. À, anh ơi, ngắm một cây lộc vừng nhỉ, em thấy cây lộc vừng của anh. Cây lộc vừng này quý quá. Trắng như môi hết. Vì Bonsai Đức Huy đang định dừng video thì nhìn thấy cây lộc vừng. Cây lộc vừng có tên là huynh đệ đồng khoa. À đấy, to lắm. Cây này cũng phải cao tầm mét mét 7 đấy anh nhỉ. Đúng rồi. Một cây lộc vừng chảy nhũn. Già lắm quý vị ạ. Cây có cái nét tự nhiên. Và anh tận dụng cái nét tự nhiên đó, anh phát triển. Hiện nay đang thả nước quý vị nhé. Đang thả nước rồi. Cây lộc vừng hai thân ấn tượng ở trong vườn của anh. Cây này mà đại gia là mà chơi phong thủy để giữa nhà. Cây này có nhiều hoa không anh? Con này thì hoa thì đến mùa của nó, cái đợt xưa mà anh chưa làm bonsai ấy, anh cắt ít ấy, thì có nghĩa là hoa nó buông xuống còn che cái thân này luôn. Dạ, sai thế hả? Nhưng mà mình làm bonsai mình cắt nhiều ấy là nó tất nhiên là cái đầu ngọn này nó sẽ ít đi. Vâng em hiểu. Đấy. Lộc vừng mà khi chúng ta tạo tác bông thì cắt nhiều thì sẽ ít hoa. Đúng rồi. Cứ để tự nhiên nhá, có một năm sau nhá thì ui giời hoa thì kinh khủng luôn. Đúng rồi. Nó vừng ta mà. Vâng. Vừng xịn xò của ta đấy, cận tím. Dạ thế. Còn rất nhiều quý vị nhé, quý vị đi sẽ lướt một chút. Tán tầng này. À, tán tầng. Ồ. Oh. Rất nhiều cô tán. Rất nhiều đồ quý đang ấp ủ. Này anh định xây dựng cái gì đây? À, long đàn phượng vũ này. Con này cái lép của nó thì không có một điểm nào cả là đâu. Vâng. Chạy vào nó chấm hết. Long đàn phượng vũ. Cũng là một cái tác phẩm hoàn thiện rồi. Làm tay của một trọng bonsai là đào tạo hơn chục năm. Vâng, hơn chục năm anh đào tạo rồi. À. Vì nhìn thấy anh tác phẩm của anh và nghe anh chia sẻ thì thấy được anh rất là tâm huyết và công phu thế nào cho những cái tác phẩm của anh. Hiện nay là cái giá trị mang lại cho anh rất là lớn. Giá trị nghệ thuật, giá trị kinh tế. Và cái câu trả lời thì vừa rồi quý vị yêu cây đều biết. Đó là những cái sản phẩm của anh được mọi người đón nhận, và khi mà anh giao dịch thì những cái giá trị rất nhiều tiền. Thì anh còn rất nhiều những tác phẩm ở trong vườn nữa. Thì anh ơi, hôm nay thì đến thăm anh vào cái hôm thời tiết rất là đẹp, thời tiết mùa thu. Thời tiết này thì lý tưởng để ngắm cây, để chiêm ngưỡng cây và để chia sẻ những thước phim về cây. Thì em cảm ơn anh nhé. Okay. Cảm ơn anh và chào anh em yêu cây trên toàn quốc nhá. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Bonsai Đức Huy cũng xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.